Cuộc cách mạng công nghiệp đã mở ra kỷ nguyên bất bình đẳng chưa từng có trong lịch sử loài người. Vào năm 1750, dân số của Vương quốc Anh là 5,7 triệu người. 100 năm sau, nó đã tăng hơn gấp 3 lần, 16,6 triệu. Sự gia tăng dân số đột biến đến cùng lúc với một công nghệ mới mang tính cách mạng, động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước cung cấp năng lượng cho hàng trăm nhà máy dệt gián tiếp làm tăng sản lượng bông, đường và than đá. Các nhà máy phải xác định lại công việc một lần nữa, giờ lao động của công nhân kéo dài hơn. Song song với đó, chất lượng cuộc sống ở các thành phố đông đúc ngày càng tệ. Từ năm 1800 đến năm 1850, chiều cao trung bình và tuổi thọ của người Anh đều sụt giảm. Những người công nhân gặp vô vàng khó khăn, làm việc quần quật để tạo ra khối tài sản khổng lồ làm giàu cho một số ít người thuộc tầng lớp thượng lưu, những người được giáo dục ở hai trường đại học Oxford và Cambridge. Dần dần, điều kiện sống tốt hơn bắt đầu được cải thiện. Đến những năm 1850, hầu hết công nhân đều có mức lương và có nơi ở tốt hơn. Một bước ngoặt mới lại xuất hiện, hầu hết công nhân coi sức lao động của họ như một phương tiện kiếm tiền để mua sắm, thay vì là một phương tiện để sản xuất ra mọi thứ. Suy nghĩ này đặc biệt phát triển trong thế kỷ 20. Sau thế chiến 2, con người đã bắt đầu phát triển sự thèm muốn vật chất vô độ. Các nhu cầu cơ bản của họ đã được đáp ứng một cách dễ dàng và những nhà quảng cáo bắt đầu xuất chiêu khiến họ tin rằng mình cần những sản phẩm mới, tốt hơn, đa dạng hơn. Nhà kinh tế học John Kenneth Galbraith lập luận rằng, quảng cáo khiến mọi người bớt lo lắng về bất bình đẳng. Nó tiêm nhiễm vào đầu người tiêu dùng suy nghĩ rằng nếu họ đồng ý mua những thiết bị tốt hơn, họ đang thu hẹp khoảng cách giữa mình và những người giàu có. Đây là một hiện tượng khá lành tính trong nhiều thập kỷ. Đơn giản vì tiền lương vẫn tăng, năng suất, sản lượng và tổng sản phẩm quốc nội cũng tăng. Nhưng vào những năm 1980, tất cả đã thay đổi. Tiền lương bị đình trệ, trong khi ba yếu tố kia vẫn tiếp tục tăng. Cuối cùng, bất bình đẳng giàu nghèo tăng vọt năm 1965, các giám đốc điều hành tại 350 công ty hàng đầu của nước Mỹ kiếm được số tiền gấp khoảng 20 lần mức lương của người lao động bình thường. Đến năm 2015, con số đó đã tăng lên khoảng 300 lần. Nhưng mọi người thường đánh giá thấp vấn đề bất bình đẳng giàu nghèo. Có lẽ nhiều người không muốn từ bỏ suy nghĩ. Chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn một chút, họ cũng có thể đạt được sự giàu có. Để phục vụ cho giấc mơ này, Ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của con người gần như đã tan biến Chúng ta lao đầu vào làm việc, đôi khi quên cả bản thân và gia đình Nếu không cơ cấu lại nền kinh tế, không đánh giá lại công việc Và sự bất bình đẳng giao nghèo một cách triệt để Thì nó có khả năng nhấn chìm chúng ta trong tương lai Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast tại kênh Sách Tinh Gọn Để đọc và nghe nội dung tin gọn của hàng nghìn quyển sách khác bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn tại website gọn com hoặc tìm kiếm từ khóa sách tinh gọn trên app store và ch play chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái